thêm năm mới Đinh Dậu chiều 27 tháng 1 tức 30 Tết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã đến thăm chúc Tết, tặng quà Trung đoàn Cảnh sát cơ động và lực lượng 141 Công an thành phố Hà Nội làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán. Cùng đi có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Thế Hùng, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an thành phố. Báo cáo đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội, Thượng tá Nguyễn Ngọc Mẽ, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động cho biết, năm 2016, Trung đoàn Cảnh sát cơ động và lực lượng 141 đã phối hợp chặt chẽ với các phòng nghiệp vụ, công an các quận, huyện, thị xã, thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các phương án, kế hoạch, bảo đảm an toàn tuyệt đối, thông suốt các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thành phố, các đoàn khách quốc tế, các sự kiện quan trọng của đất nước và thủ đô. Vui mừng khi đến thăm các lực lượng trong lúc Xuân Đinh Dậu 2017 đang đến gần, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải gửi lời chúc mừng năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công tới toàn thể lực lượng công an thủ đô, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát cơ động, lực lượng 141 Công an thành phố. Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải ghi nhận, từ thực tiễn công tác, Trung đoàn Cảnh sát cơ động và lực lượng 141 Công an thành phố ngày càng lớn mạnh, khẳng định được vai trò quan trọng trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thủ đô, phối hợp hiệu quả chặt chẽ với các đội phòng nghiệp vụ của Công an thành phố, bảo đảm an toàn tuyệt đối các hội nghị quan trọng của Đảng, Nhà nước, các cuộc hội thảo quốc tế, các hoạt động ngoại giao, các sự kiện văn hóa thể thao lớn diễn ra trên địa bàn, chủ động phòng ngừa ngăn chặn các hoạt động tập trung đông người tuần hành biểu tình, khiếu kiện trái pháp luật, tổ chức tuần tra, kiểm soát, đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, các hành vi vi phạm pháp luật, phòng chống đua xe và cổ vũ đua xe trái phép. Nhấn mạnh đến nhiệm vụ công tác bảo đảm an ninh trật tự năm 2017, Bí thư Thành ủy tin tưởng cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát cơ động và lực lượng 141 cùng các lực lượng của Công an thành phố sẽ đồng lòng quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp vào thành tích chung của Công an thành phố trong công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn thủ đô. Trước mắt là bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các sự kiện kinh tế, chính trị, văn hóa, thể thao quan trọng, các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân, các địa điểm vui chơi, giải trí, hoạt động lễ hội đầu năm phục vụ nhân dân vui xuân đón Tết an toàn. Ngay sau đó, trước sự chứng kiến của lãnh đạo thành phố, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương đã phát lệnh ra quân bảo đảm an ninh trật tự đêm giao thừa và trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 của Công an thành phố.